Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, hôm nay 16 tháng 10, đánh dấu ngành kiểm tra đảng trải qua chặng đường vẽ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành 16 tháng 10 1948, 16 tháng 10 2023. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Thấm nhuần nguyên tắc này trong 75 năm qua, ngành kiểm tra đảng đã luôn kế thừa và phát huy truyền thống, góp phần giữ vững kỳ cương kỷ luật, tăng cường sức mạnh của đảng. 75 năm qua, ngành kiểm tra đảng đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ, đã ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực cầm quyền và lãnh đạo đất nước của đảng ta. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, ngành kiểm tra đảng thành phố luôn kế thừa và nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực liêm khiết kỳ cương và tận tụy qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng của thành phố bước đầu được đổi mới theo đúng quan điểm của đảng ngày càng toàn diện đồng bộ đi vào nề nếp góp phần xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh